Hi xin mọi người, mình là Ben đây. Rồi thì dạo gần đây có một nhân vật được mệnh danh là hacker trong Roblox, đó có tên profile là Zena nhá. Rồi thì nhân vật này đang gọi là rất là nổi trong Roblox luôn. Rồi vì vậy trong video hôm nay mình sẽ gọi là đi xem thử những cái thông tin và gọi là sự thật về nhân vật Zena này nhá. Và liệu nhân vật này có đáng sợ như chúng ta nghĩ. Và mình sẽ test thử chơi tựa game của nhân vật này luôn và xem mình có bị bay ạ không nha anh em. Đó, cho nên là sắp đã giúp tôi đi để đừng để tôi không bị bay ạ cho anh em. Ok. Rồi thì trước khi gọi là mình muốn chơi cái tựa game này thì mình phải gọi tìm hiểu thông tin về nhân vật này như thế nào đã đúng không? Đây thì mình đã lên một cái trang web mang tên là Gamer Quick nhìn anh em đó. Thì người ta có Google dịch cho anh em dễ hiểu. Đây, tin tặc Zena Roblox là ai và cô ấy sẽ trở lại vào năm 2022. Đấy, thì thật ra là một nhân vật này đã gọi là xuất hiện rất là lâu rồi và cũng nổi tiếng lắm anh em. Nhưng bây giờ nhân vật này đột nhiên quay trở lại và online lại thì cho nên người ta mới có tin đồn như anh em đó. Thì giờ mình sẽ cho anh em xem thông tin về nhân vật này gọi là sơ lược trước nhá. Đó thì nhân vật này có gọi là hồ sơ tên trong Roblox là A Girl Jennifer. Đây thì mình đã truy cập vào cái hồ sơ nhân vật này để mình cho các bạn xem. Đây là mình lấy cái tên này nha, mình copy tìm cho các bạn xem. Đây đây. A Girl Jennifer ở đây. A Girl Jennifer nhá. Đây các bạn thấy Roblox tìm như vậy, phải bấm vào. Đó thì không biết tại sao mạng mình lag là nhân vật này là hacker cho nên là mình không thể nào thấy được cái profile anh em. Đó, anh em thấy không? Nhân vật 200 mấy nghìn người follow. Và đặc biệt là nhân vật này vừa online 9 giờ trước nhá. Đấy cho nên là nhiều người đang có tin đồn như vậy đó. Thì đặc biệt là phần gọi là mô tả nhân vật này rất là khó hiểu anh em, tôi không hiểu nhân vật này mô tả gì nữa. Đây các bạn thấy nào, đây được cho gọi là một hacker nhá, cái này gọi là chỉ là tin đồn được cho một hacker thôi. Đấy thì nhân vật này gọi là đã tạo ra một trò chơi có tên là A Girl Jennifer. Đấy và khi các bạn vào trò chơi này và các bạn đi theo một con đường máu và leo lên một ngọn đồi, nhầm anh em, ngọn đồi đấy, và ngay sau khi leo lên đó và bạn hành động gì đó thì bạn sẽ hiển thị cái gì? Trò chơi sẽ hiển thị bạn một màn hình đỏ đen và có nội dung là nội dung đã bị xóa và bạn sẽ bị khai trừ khỏi trải nghiệm này. Đấy. Và người ta ghi là đừng lo lắng, Jennifer này chỉ là không hack tài khoản của bạn và chưa có sự thừa nhận của hacker này. Đấy thì người ta có nói ra đây chỉ là gọi là một cái tin đồn anh em, vẫn chưa có gọi là xác nhận từ chính Roblox hay từ ai hết trơn. Rồi thì giờ mình biết một số thông tin như vậy thôi, thì đây là một hacker tin đồn anh em. Rồi giờ mình sẽ vào thử tựa game này xem mình có bị bay ạc không nha anh em. Đó thì các bạn thấy nè, tựa game này nè. A Girl Jennifer Play đến tận 2.000 mấy người đang chơi và 4 triệu người đã chơi vào trò chơi này. Rồi giờ mình test thử nha anh em. Đấy thì nhân vật này đang dạo gần đây nổi tiếng lắm mà các bạn là chơi từ game này chắc chắn bị bê ạc gì đó. Thôi mình test thử lên em, chấp nhận hy sinh con ạc mình luôn nhá. Đây thì đầu tiên vô game. Rồi vô game coi không biết nó như thế nào. Ôi thì tôi đầu tiên vô thì mình thấy nó khung cảnh này giống như là cái Roblox Studio anh em mới vừa tạo anh em đúng không? Trong anh em tạo Roblox Studio nó có khung cảnh này nè. Nhưng điều đặc biệt là game này nó có những cái vết máu. Ấy vết máu này là người ta nói là khi đi vết máu thì theo nè, lên ngọn đồi, chắc ngọn đồi này anh em. Đó thì bạn sẽ bay ạc. Ở khoảng để mình coi trong xung quanh có gì không cái. Ui, đang nhiều người rất chơi nên mình nghĩ chắc là mình không bị bay ạc đâu anh em. Cái game này chắc lừa anh em, mình nghĩ thì chắc game lừa. Đó nhìn thấy cũng bình thường quá giống như kia thôi, chỉ cái có mấy giọt máu này cũng bình thường anh em, có gì đâu. Rồi giờ mình sẽ làm theo thử và xem mình có bị bay ạc hay không nhá. Đây thì giờ mình sẽ là đi leo lên chọn trên cái những heo giọt máu này. Đó. Đây, đường máu rồi. Rồi chắc chắn ngọn đồi luôn em. 100% luôn tại tôi thấy cái heo cái đường này nè. Đó lên đây thử coi. Rồi vô coi. Làm gì mà bay ạc đứa em, game này chắc cũng lừa thôi. Ôi, sao nó tối vậy? Thôi kệ, đi tiếp. Ôi, vô đây đúng rồi, đúng chắc chỗ này anh em. Ôi, có các bạn núp nè. Ủa? Sao tự nhiên hiện lên cái gì chữ E rồi cái nhiều chữ anh em. Chắc mình phải ấn heo anh em, người ta nói ấn heo đúng không? Đấy, chắc không hiện, hồi nãy ta nói hiện lên màn hình màu đen đỏ gì đó, để ấn thử coi. Có cái gì không anh em? Ôi, vậy là thần anh em. Ấy chết rồi, vì mình sẽ bị bắt đầu sao? No. Ôi, cái gì? Bạn đã bị kích khỏi game này. Ôi, gì nó hiện lên màn hình màu đỏ như màu đen thật này anh em. Rồi kích luôn. Ôi, nếu vậy là... À, rồi ok. Mình nói chung là bây giờ mình mới vừa bị gọi là bị kích ra thì mình mong là cái ạc của mình vẫn còn nha anh em. Vẫn không có bị bay ạc. Tại nếu bay ạc là mình khỏi quay video cho anh em xem luôn. Rồi mong là cái ạc mình vẫn còn. Rồi nhưng theo thực ra xem mình nghĩ thôi thì cái này chắc chỉ là cái cơ chế của game nó làm vậy thôi anh em. Cho nên là mình nghĩ các bạn sẽ gọi là không có bị bay ạc khi mà bị kích gì luôn nha anh em. Chắc cái này chỉ tin đồn thôi. Rồi ok. Thì video của mình đến đây cũng đã hết. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn ủng hộ cái video này nữa thì lần sau có thể mình làm về như là những sự thật thú vị về A Girl Jennifer với anh em Zena trong Roblox gì nè. Đấy thì sự thật vậy thôi. Rồi thì chắc tựa game này mình sẽ sau tựa game này xong thì mình sẽ không bị bay ạc đâu nha anh em. Rồi ok. Bye bye anh em nhá.